Chào mừng anh em đã đến với channel của Laptop AZ và mình là Hoàng Bầu đây. Và bây giờ nếu như ai đó hỏi anh em về một chiếc laptop văn phòng có tính bảo mật cao, khả năng nhập liệu tốt, bàn phím tốt và thời lượng pin lâu thì câu trả lời của anh em là gì ạ? Với mình thì câu trả lời đó chính là ThinkPad. Và trước mặt mình đây là chiếc ThinkPad T490S mình mới mua 1 tháng trước và mình có đem khoe với bạn bè của mình. Nhưng mình nhận lại được những ý kiến trái chiều kiểu như là máy vừa xấu vừa thô, cấu hình thấp giá lại cao. Và với cái giá 20 triệu đấy thì mày có thể mua một cái laptop gaming mà đúng không? Thoạt đầu thì nghe có vẻ thuyết phục đấy. Thế nhưng mà với mình thì đó chỉ là những cảm quan ban đầu thôi, bởi vì họ thực sự chưa trải nghiệm trực tiếp chiếc máy này như mình. Và hôm nay mình xin chia sẻ cho anh em trải nghiệm của mình trong vòng 1 tháng với chiếc máy này và tại sao nó lại xứng đáng với mức giá 20 triệu. Thì ngay bây giờ chúng ta cùng vào video nhé. Bắt đầu. Điểm đầu tiên mà mình muốn nói về chiếc máy này đó chính là phần ngoại hình. Và tùy vào sở thích của mỗi người thì có những người thích màu mè, có những người thích hào nhoáng hay có những người thích những chiếc máy tranh xả thì mới chịu cơ. Thì với ThinkPad nói chung hay chiếc T490S này nói riêng thì nó vẫn giữ nguyên triết lý thiết kế tối giản nhưng không kém phần tinh tế, phù hợp với những anh em mà yêu thích sự giản dị và nam tính và hoàn toàn phù hợp với môi trường học tập và làm việc. Và chắc chắn rồi, chị em sẽ rất thích những anh em mà có vẻ ngoài nam tính rồi đúng không nào? Và về vấn đề ngoại hình này thì nó sẽ nằm ở vấn đề sở thích, thế cho nên là mình sẽ để anh em tự quyết định xem chiếc máy này đẹp hay xấu như nào nhá. Và bên cạnh ngoại hình thì có một điều nữa mà mọi người đang đánh giá thấp chiếc máy này, đó chính là phần cấu hình. Và chúng ta phải đặt lại vấn đề với nhau rằng đây là một chiếc máy tính văn phòng. Và với một chiếc máy tính văn phòng thì chúng ta không cần sử dụng một cấu hình quá cao. Và với cấu hình của chiếc máy hiện tại là Intel 8365U cùng với RAM 8GB thì nó thực sự đã quá đủ với nhu cầu của anh em văn phòng rồi. Và bên cạnh đó thì chiếc máy này vẫn còn có thể giải trí những game online cơ bản nhẹ nhàng như LOL hay là FIFA Online nữa cơ mà. Và với một cấu hình vừa phải như vậy thì chúng ta có một trọng lượng chiếc máy rất nhẹ nhàng và khoảng 1,3kg mà thôi. Cùng với đó là thời lượng pin cũng rất dài nữa, khoảng 18-20 tiếng cơ mà đúng không? Nó thậm chí còn lớn hơn dung lượng pin của chiếc T490 đàn anh trước của nó. Và với cấu hình này thì nó đáp ứng đủ cho chúng ta nhu cầu về coder này, làm content này, hay những nhu cầu văn phòng nói chung hay là giải trí cơ bản. Và ngoài thiết kế thanh lịch cùng một cấu hình vừa đủ của một chiếc laptop văn phòng trong tầm giá 20 triệu thì chúng ta có một chất liệu hoàn thiện cao cấp. Chiếc máy này được hoàn thiện bằng chất liệu hợp kim magie cùng với polymer gia cố carbon cho chúng ta một chiếc máy có trọng lượng nhẹ, dẻo dai và bền bỉ. Đây thậm chí mình còn có thể dơ một góc màn hình lên mà chiếc máy này bản lề không hề di chuyển. Điều đó chứng tỏ rằng là chất lượng build của chiếc máy này hoàn thiện rất là tốt đúng không nào? Và ngoài ra nữa thì bản lề của chúng ta cũng có thể gập mở 180 độ cho chúng ta có đa góc nhìn để chúng ta vừa giải trí và vừa làm việc nữa. Và với chất liệu hoàn thiện cao cấp như vậy thì chiếc máy này của chúng ta đạt tiêu chuẩn quân đội STD810G cho độ bền cao, tăng khả năng chống va đập, chống bụi, chống xước, chống xoay vặn và áp lực khi rơi. Và nó hoàn toàn phù hợp với cho anh em có những nhu cầu di chuyển nhiều, anh em phải đi công tác xa mà phải cần có một chiếc laptop có tính cơ động. Và ngoài lề một chút ý, thì laptop của ThinkPad từng được NASA đưa vào những trạm không gian và test kiểm tra phóng xạ, nhiệt độ này và khả năng chịu nhiệt, khả năng bốc cháy. Và hiện tại thì ThinkPad vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các cơ quan hàng không vũ trụ trên thế giới. Và điều đó chứng tỏ một cái điều là laptop của ThinkPad hoạt động cả ở những môi trường khắc nghiệt nữa anh em ạ. Rất là tuyệt vời đúng không? Và đã nhắc đến ThinkPad thì chúng ta không thể không nhắc đến một điều đã làm nên tên tuổi của thương hiệu này, đó chính là bàn phím. Nhìn qua thì chúng ta cảm thấy không có gì đặc biệt trên chiếc bàn phím này cả, nhưng đó lại chính là yếu tố đầu tiên của nhiều anh em coder, văn phòng hay là doanh nhân lựa chọn ThinkPad. Và với chiếc ThinkPad T490S này vẫn giữ bàn phím hành trình sâu lên đến 1,7mm, khoảng cách phím hợp lý, phản hồi nhanh, nhạy, không flex, thiết kế ôm trọn ngón tay và thậm chí là không gây tiếng ồn nữa anh em ạ. Và chiếc bàn phím này giúp cho mình thoải mái khi làm việc trong thời gian dài, cho mình cảm giác không bị mỏi tay này và rất là yên tĩnh khi làm việc nữa. Và thực sự mình phải dành tặng lời khen cho Lenovo khi họ đã thiết kế ra một bộ bàn phím nó thực sự là rất chắc chắn anh em ạ. Bình thường ở những chiếc laptop khác khi mà mình sờ vào nút bàn phím chỉ cần hơi sờ nhẹ thôi thì đã có cảm giác rung rinh rồi. Nhưng với chiếc ThinkPad T490S này thì không, khi mà mình chạm nhẹ vào nút phím vẫn rất là chắc và mình thật sự rất là thích. Và ngoài ra, một điểm khác biệt nữa ở chiếc máy này so với những chiếc Ultrabook khác đó chính là khả năng chống trà nước khi chúng ta lỡ đổ cà phê hay chúng ta lỡ đổ nước vào. Và tuy nhiên đây chỉ là một tính năng đi kèm thôi, chúng ta tuyệt đối không chủ động đổ nước lên trên chiếc bàn phím này nhé. Và thật sự, để tìm ra được một chiếc bàn phím tiệm cận hoàn hảo nhất trên laptop thì ThinkPad là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Và bàn phím trên chiếc T490S này là thiên đường cho những anh em có nhu cầu nhập liệu cao trong thời gian dài. Và điểm tiếp theo mình muốn nói với anh em và đó là vấn đề thương hiệu.
tuy nó hơi trừu tượng một tí nên thực sự mình rất là muốn chia sẻ với anh em. Thì ThinkPad vốn đã định hình là dòng laptop cao cấp từ trước đến nay bởi những gì mà nó mang lại. Và ThinkPad luôn mang lại sự tin tưởng về tính ổn định cho người dùng trong nhiều năm qua. Và ngoài độ bền ra thì ThinkPad còn cho chúng ta tính bảo mật rất là cao như cảm biến vân tay, nắp che ThinkShutter để đảm bảo cho chúng ta về tính an toàn dữ liệu hay là bảo mật thông tin cá nhân. Và bỏ qua những điểm hào nhoáng mà những chiếc laptop khác hướng đến thì ThinkPad thực sự chỉ tập trung vào cốt lõi thiết yếu của một chiếc laptop doanh nhân văn phòng, đó là bàn phím và tính bền bỉ như mình đã đề cập ở trên. Và dù hiện nay ThinkPad đang phải cạnh tranh về giá với nhiều đối thủ của các hãng, thế nhưng sau nhiều năm với những giá trị cốt lõi mà ThinkPad mang lại thì ThinkPad vẫn đang có một lượng fan thực sự trung thành, và với riêng bản T-Series này đã được bán được khoảng 100 triệu máy do Lenovo công bố. Và tổng kết lại, với 20 triệu thì với mình đây là một chiếc máy đáp ứng cực tốt về mặt chất liệu, thời lượng pin trâu, độ bền cao, trọng lượng nhẹ nhàng và dễ dàng mang theo khi chúng ta đi làm hay đi công tác xa. Và thực sự thì mình không hề hối hận khi bỏ ra 20 triệu để mua chiếc máy này. Còn anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Nếu như anh em đang quan tâm đến chiếc T490S này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết và link chương trình mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.